Quang Huy thân chào quý vị khán thính giả đến với phần tin đầu giờ của ngày hôm nay trên đài truyền hình Việt News. Để mở đầu cho phần tin đầu giờ của ngày hôm nay thì phần tin sau đây cho hay, tấn công bằng xe cày bom giết chết 17 người. Một quả bom xe đã nổ tung tại một ngôi chợ đông đúc phía bắc thủ đô Iraq hôm thứ Năm, giết chết ít nhất 17 người và làm bị thương hàng chục người khác. Vụ tấn công ở thành phố Samarra với đa số là người Hồi giáo Sunni, khoảng 100 cây số về phía bắc Baghdad, và một vụ đánh bom riêng lẻ khác cũng đã giết chết ít nhất 6 người ở một vùng ngoại ô Baghdad. Là những vụ bạo lực mới nhất trong làn sóng các cuộc tấn công giáo phái trong năm nay. Vụ đánh bom tối thứ Năm nhắm vào chợ Samarra, khu vực mua sắm lớn nhất của thành phố. Trong lúc người đi chợ cố gắng mua hàng giảm giá tồn kho trước khi tan chợ, ít nhất 75 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương hôm thứ Tư trong một làn sóng những vụ đánh bom và xả súng trên khắp nước. Các nhà phân tích nhận định, dường như Iraq đang trượt dài vào cuộc nội chiến khi những phần tử chủ chiến người Sunni có liên hệ tới Al-Qaeda ngày càng mở thêm nhiều cuộc tấn công chết người vào các mục tiêu của người Shiite gần như hàng ngày. Liên Hiệp Quốc cho biết gần 4.000 người đã thiệt mạng trong năm nay, hầu hết là kể từ tháng 4, khi lực lượng chính phủ do người Shiite lãnh đạo trấn áp một trại biểu tình phản đối của người Sunni ở phía bắc Baghdad. Thế giới bất đồng về việc Hoa Kỳ có thể can thiệp vào Syria. Chính phủ của Tổng thống Barack Obama đang chuẩn bị cho một luận cứ pháp lý của việc đáp ứng bằng một hành động quân sự đối với việc vũ khí hóa học được sử dụng để tấn công thường dân ở Syria. Quan điểm chung về hành động quân sự đối với Syria khác nhau ngay ở Hoa Kỳ lẫn trên thế giới. Trong lúc các nhà lãnh đạo trên thế giới hôm thứ Tư đang cân nhắc một giải pháp tối ưu để đáp ứng việc Syria bị tố cáo là đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công thường dân. Người tị nạn ở Jordan đã biểu tình kêu gọi Mỹ can thiệp. Đối với nhiều người tị nạn trong trại Za'atari ở Jordan, một trong những trại tị nạn lớn nhất thế giới, thì sự can thiệp của người nước ngoài vào Syria sau 2 năm bạo động chết chóc và tàn phá trên đất nước của họ đã là hơi muộn. Trong lúc nhiều nhà lãnh đạo Tây Phương kêu gọi tấn công quân sự Syria, nhiều người dân nước họ phản đối một cuộc can thiệp quân sự tốn kém vào thời điểm mà ở nước họ đang phải áp dụng những biện pháp kiềm ước kinh tế. Một nhóm người biểu tình bên ngoài văn phòng thủ tướng ở London sau khi Anh Quốc mưu tìm sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc cho hành động chống lại chính phủ Syria. Nhà bình luận Brian Bender của nhật báo Boston Globe nói rằng, các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất cho thấy 60% người Mỹ phản đối bất cứ vai trò quân sự nào của Hoa Kỳ tại Syria. Ông Bender nói, cuộc chiến Iraq kéo dài thường được viện dẫn làm lý do. Ông giải thích, ở cuộc chiến tranh Iraq mới đây, vũ khí giết người hàng loạt, vũ khí hóa học, sinh học và có khả năng cả vũ khí hạt nhân nữa là lý do tiến hành cuộc chiến. Nhưng hóa ra là Saddam Hussein không có các loại vũ khí đó. Theo tôi thì sẽ có rất nhiều người ngờ vực ở Hoa Kỳ và ở các nước khác. Nhà bình luận Bender cũng nói rằng, nếu Tổng thống Obama quyết định tấn công quân sự Syria, thì ông Obama phải thuyết phục công chúng Mỹ rằng điều đó cần thiết và cũng phải cân nhắc rủi ro của việc mở rộng vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Syria. Nhân viên của tòa án xét xử Khmer Đỏ dọa đình công. Các nhân viên Campuchia tại tòa án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn để xét xử tội ác chiến tranh của Khmer Đỏ đe dọa đình công vì không được trả lương. Khoảng 250 thành viên của tòa án này, kể cả các thẩm phán và công tố viên vẫn chưa được trả lương từ tháng 6. Khoảng 100 người trong số đó nói rằng họ sẽ ngừng làm việc vào ngày Chủ nhật, trừ phi được trả lương. Cuộc khủng hoảng này đã khiến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đưa ra một tuyên bố kêu gọi đóng góp thêm tiền. Tuyên bố của ông nói rằng, sự tồn tại của tòa án này giờ đây là một nghi vấn, và việc không có phương tiện tài chính sẽ là một thảm kịch cho người dân Campuchia. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Ektha cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp thêm ngân quỹ và nói rằng Phnom Penh đã trả đủ. Ông nói, tôi hy vọng các quốc gia thặng dư sẽ tiếp tục tài trợ cho phía Campuchia, bởi vì họ không thể trả thêm cho tòa án này nhiều hơn chi phí của tòa án tối cao và tòa phúc thẩm Campuchia. Ông nói tiếp rằng,
Điều đó không thể làm được bởi vì Campuchia đã chi 257% và 300% ngân sách mà chúng tôi chi cho các tòa án địa phương. Chính phủ Campuchia đã chi tiêu 16.900.000 đô la kể từ năm 2006. Như vậy là quá nhiều. Tòa án này đã phải đối diện với nhiều khó khăn trong vấn đề tài trợ kể từ ngày thiết lập năm 2006, trong đó có việc nhân viên tòa án đình công vì không được trả lương hồi tháng 3 năm nay. Kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh hơn dự đoán. Kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh hơn dự đoán. Chính phủ báo cáo hôm thứ Năm rằng sản lượng kinh tế quốc nội trong giai đoạn từ tháng 4 tới tháng 6 gia tăng khoảng 2,5% so với 3 tháng đầu năm nay. Tăng trưởng đó là cao đáng kể so với 1.7% ước tính một tháng trước đây và hơn gấp đôi tỷ lệ 1.1% trong quý đầu năm nay. Kinh tế gia trưởng của Hoa Kỳ tại High Frequency Economics, Jim O'Sullivan, nói rằng mặc dù tăng trưởng 2.5% không phải là con số nở rộ, mới đây, một số nhà phân tích e rằng hầu như không có cải thiện trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Bộ Thương mại nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ lấy được đà nhờ sức mạnh xuất cảng lớn hơn ước tính trước đây, trong khi sự gia tăng trong vấn đề nhập cảng lại ít hơn tính toán ban đầu. Chính phủ cũng nói rằng mức chi tiêu của giới tiêu thụ gia tăng. Đó là một dấu hiệu quan trọng đáng xem xét bởi vì chi tiêu của người tiêu thụ chiếm khoảng 70% kinh tế Hoa Kỳ, là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Gia tăng chi tiêu của người tiêu thụ giúp bù đắp những cắt giảm chi tiêu của chính phủ trên toàn quốc. Trong một phúc trình khác, chính phủ nói rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã sụt giảm hồi tuần trước. Một chỉ dấu cho thấy, thị trường lao động nước này tiếp tục cải thiện với các doanh nghiệp cho công nhân nghỉ việc ít hơn. Hoa Kỳ nhận định rằng 331.000 người xin trợ cấp thất nghiệp giảm 6.000 người so với tuần lễ trước. Ngân hàng Trung ương nước này, Quỹ Dự trữ Liên bang, theo dõi sát đà kinh tế khi cân nhắc xem có bắt đầu cắt bớt việc mua cổ phiếu 85 tỷ đô la một tháng để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế nước này từ đáy sâu của tình trạng suy thoái kinh tế nhiều năm trước đây. Quỹ Dự trữ Liên bang nói rằng họ có thể bắt đầu cắt bớt các biện pháp kích thích kinh tế trong những tháng sắp tới. Nhiều nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục cải thiện, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp trong nước vẫn còn cao ở mức 7.4%. Ông O'Sullivan tiên đoán rằng, với nền kinh tế đang cải thiện, Quỹ Dự trữ Liên bang chắc sẽ bắt đầu cắt giảm những vụ mua tài sản. Các nhà hoạch định chính sách Quỹ Dự trữ Liên bang quyết định sẽ họp lại vào trung tuần tháng 9 này. Và bản tin sau đây là một bản tin đến từ Việt Nam. Trẻ em Hà Nội vẫn phải học nhờ, làm lễ khai giảng dưới lòng đường. Hàng ngàn học sinh tiểu học nội thành Hà Nội phải đi học nhờ nhà dân, thiếu nơi vui chơi trong khi nhiều khu đất vàng được dùng để xây chung cư, trung tâm thương mại cao tầng. Điển hình là tại trường tiểu học Bà Triệu, số 31 phố Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng. Khi đến gần ngày khai giảng, ban giám hiệu lại tất bật chuẩn bị cho lễ khai giảng ngay dưới lòng đường cho khoảng 600 học sinh và thầy cô. Hàng chục năm nay, cứ dịp khai giảng các em học sinh của ngôi trường nằm ở trung tâm Hà Nội lại kê ghế ra đường dự lễ. Nằm trong ngôi biệt thự 3 tầng, kiến trúc Pháp cho chật chội, ngôi trường tiểu học này chỉ có 8 lớp, các em không có chỗ chơi vì sân trước vỏn vẹn có gần 10m2. Nên tất cả các sinh hoạt lễ Tết đều diễn ra dưới đường Tô Hiến Thành, luôn tấp nập xe cộ qua lại. Cô Nguyễn Ngọc Thí, hiệu trưởng tiểu học Bà Triệu cho biết, vào các ngày lễ lớn, có khách mời thì trường phải nhờ sự giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân phường. Công an khu vực ngăn đường để bảo đảm buổi lễ được diễn ra an toàn. Ngoài ra, trường phải tìm hai điểm học lễ ở nhà dân để các em lớp 4 và 5 chuyển sang học chiều. Trong lúc đó, nhiều năm nay hơn 800 thầy trò tiểu học Võ Thị Sáu ở 35 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm cũng ở tình trạng tương tự. Do chật chội nên 800 thầy trò của trường phải chia ra hai điểm học ở nhà dân nữa. Tuy nhiên, ở địa điểm chính, với 500 học sinh lại nằm sâu trong khu dân cư đông đúc, hai bên là hàng quán ồn ào và nằm cạnh chùa nên nhiều hôm tiếng giảng bài lẫn cả tiếng tụng kinh. Cô giáo Lê Thúy Quỳnh cho biết, do chưa thể quy các điểm trường rải rác về một mối nên gây khó khăn cho các hoạt động giáo dục của nhà trường. Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường học ở nội thành Hà Nội có trường ốc, lớp học chật chội trong lúc thành phố có quá nhiều khu đất vàng chỉ dành đầu tư xây chung cư, trung tâm thương mại cao tầng. Thậm chí nhiều dự án bị bỏ hoang nhiều năm qua vì thiếu ngân khoản. Trang trại cà phê Trồn tại Đà Lạt.
Là người am hiểu và đam mê cà phê, luật sư Nguyễn Quốc Minh ở Sài Gòn đã khăn gói lên Đà Lạt mở trang trại cà phê Chồn với chi phí đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng. 7 năm trước, ông Minh lên Đà Lạt mua một rẫy cà phê giống Mocha đang cho thu hoạch rộng 2,4 hectare ở khu trại Hâm. Rẫy cà phê được ông chuyển đổi phương cách chăm sóc, không dùng đến những loại phân bón hóa học. Tiếp đến, ông mua và gây giống loại chồn hương từ Đắk Lắk, vì chồn này thích nghi với khí hậu Đà Lạt. Hiện tại trang trại đã có 120 con. Theo ông Minh, giống chồn hương sinh sản khá nhanh. Trung bình một chồn mẹ mỗi năm cho ra 4 đến 5 chồn con. Chồn hương là vật nuôi rất dễ tính, có thể thuần hóa như mèo nhà hoặc nuôi thả tự do trong vườn. Hàng năm đến mùa cà phê chín, từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau, nhân công sẽ chọn những trái to, chín mọng cho chồn ăn. Mỗi con chồn ăn khoảng 200 gram trái cà phê một ngày. Sau khi phần vỏ tươi được tiêu hóa, thì nhân cà phê được chồn thải nguyên vẹn theo phân ra ngoài. Ông Minh cho biết, sở dĩ cà phê chồn có hương vị đặc biệt là nhờ trong lúc tiêu hóa, dịch vị trong dạ dày chồn bao gấm hạt cà phê tạo sự lên men của enzyme khiến mùi vị biến đổi, tạo ra hương vị đậm đà, hơi lẫn mùi mốc, vừa bùi bùi, dịu dịu, rất đặc trưng. Khi hạt cà phê được chồn thải ra, nhân công sẽ gom tất cả đem rửa sạch, phơi khô, sau đó ủ 6 tháng để cà phê thêm dậy mùi. Ông Nguyễn Quốc Minh chia sẻ, hiện trang trại cung ứng khiêm tốn 200-250 kg một năm, chỉ đủ cho khách thưởng thức tại chỗ và một số đơn đặt hàng trong nước. Hiện nay, để bảo đảm cho cây cà phê phát triển khỏe mạnh mà không dùng tới các loại phân bón hóa học, ông Minh gây giống ngỗng với gà tây vì hai con vật này ăn cỏ rất mạnh, giúp làm sạch cỏ cho vườn cà phê, đồng thời nguồn phân của nó thải ra cung cấp dinh dưỡng cho vườn một cách trực tiếp và tự nhiên. Ông Minh cho biết, mỗi ký cà phê chồn ông bán cho khách hàng là giá 20 triệu đồng, tức nghĩa là khoảng 100 đô la. Khá đắt hàng và hầu như ngày nào cũng có khách. Và kính thưa quý vị khán thính giả, sau đây xin mời quý vị khán thính giả theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình trên đài truyền hình Việt News. Melody Flowers là nơi quý khách có thể tìm thấy đủ các loại hoa, từ hoa hồng Nam Mỹ đến hoa lan Hawaii, từ cẩm chướng đến thực dược, từ glacier đến stargazer lily và còn nhiều nhiều nữa với màu sắc thắm tươi rực rỡ. Những chùm bong bóng muôn màu do chính chủ nhân tự tay design theo cách riêng để quý vị có thể gửi tặng cho người thân quen trong tất cả các dịp lễ quan trọng trong năm. Melody Flowers chuyên cung cấp hoa tang, hoa cưới, hoa sinh nhật, các loại cây xanh, nhận gửi hoa đi khắp các tiểu bang và Việt Nam. Melody Flowers tọa lạc tại 14520 Brookhurst Street, góc đường Hazard, thành phố Westminster. Điện thoại 714-775-4648, nhận Visa và Mastercard. Hàng ngày quý vị thở hít không khí ô nhiễm với khói xe, khói thuốc lá, bụi bặm, khí thải từ các nhà máy sản xuất hoặc hơi hóa chất từ các sản phẩm trong ngành nail. Quý vị cần bảo vệ lá phổi của mình. Dược phẩm Lung Support của công ty NutriVita là câu trả lời cho những mối nguy hiểm nói trên. Lung Support giúp phổi lọc không khí trong lành, bảo vệ và bồi bổ lá phổi, giúp sống lành mạnh. Lung Support đã bán trên 3 triệu chai. Hãy gọi ngay 714-898-1234. NDG là một chuyên gia makeup với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề. NDG makeup với phong cách tự nhiên hiện đại sẽ mang đến cho các cô dâu vẻ đẹp hoàn hảo nhất trong ngày cưới. NDG tự hào sẽ làm cho bạn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất với nét đẹp nhẹ nhàng, sang trọng, quyến rũ tự nhiên, vẫn là chính bạn nhưng đẹp hơn. Xin liên lạc qua số điện thoại 714-394-9122, 714-394-9122. Tượng Phật từ Đà Nẵng, Việt Nam cần để lại cho những Phật tử cúng dường giá tỉnh Phật nhẹ nhàng. Ba tượng lớn 7 feet 5.000 pounds, tượng nhỏ 2,5 feet 400 pounds, tượng bằng đá ngọc trắng. Xin liên lạc 714-580-2518 và 714-580-3877, 714-580-2518 và 714-580-3877. Opening Squid Day Spa với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp massage giúp bạn thư giãn rất tốt cho cơ thể sau một ngày làm việc mệt mỏi. Free Table Shower 30 phút 30 đồng, 60 phút 50 đồng. Xin liên lạc qua số điện thoại
714-614-5257, 714-614-5257. Bạn có thấy bạn như thế nào? Chân Vy xin hân hạnh giới thiệu đến cùng quý vị hãng mỹ phẩm Lopra được sản xuất tại Ý và Pháp, rất thích hợp cho làn da Á Đông. Vì Beautiful Skincare xin gọi 1-800-494-1324.